Nhiều thứ khổ lắm, buồn bực,
Oh,
Thiên Chúa là tình yêu, nên tôi ôm định nghĩa thế nào? Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương thiên đàng và đã yêu muôn cho nên thì đến cổ. Tuy nhiên khi mà nói những điều tốt thì hay có cách qua thì hôm nay chúng ta cũng nói xấu cách qua tí. Cách qua đi theo Chúa đầu tiên cũng không phải là để mà được vào thiên đàng, để mà được lên thánh. Thánh qua theo Chúa cái đầu tiên đấy dường như là muốn thay đổi nghề nghiệp. Ông ta là người đánh giá cho người ta theo Chúa Giêsu để thay đổi cái nghề khác cho nó dễ thở hơn, để nó cho nên đi theo Chúa trong cái sự tính quá thì hơn. Ông đi theo Chúa nhưng mà vẫn thì vẫn suy nghĩ là mình sẽ được lạc quan, lạc quan hơn. Hai anh em ông chúng ta trỗi dậy khi chúng ta vẫn đang nằm bẹp